em bé. Nói thế mà giáo tội có nghe mi kỳ vẹt, kỳ vẹt cô chấp nhận nó vậy luôn gì nhá.
hầm cho chị hợp cả. Thuy chứ đã lên chứ ha ra. Có biểu hiện gì đây? Thuy chứ đã lên chứ ha. Chưa đâu mẹ. Đang chết mà. Phải chết mà. Phải phúc với con tí mà chứ ha. Ừ, mai á. Chứ mẹ phải mình mai á. Phải mình mua giúp bộ mà suốt đi ha. À, chắc vậy mẹ bố bay ra mình biểu hiện đấy, lần này phải kiểm tra. Ô, có gì đâu nhờ, có em bé em à, lúc một cái mình một khoái mình em bé rồi, lúc này cháu bay ra mẹ, mẹ bay tới mười giúp một cái chứ, có khi là mình em bé rồi.
như lúc mi em bé đó. Nói khuế mại giá tội có nghe mi kỳ vẹt khuyến kỳ vẹt không vậy đôi cháu mại giá tội mẹ chứ phải chịu anh đây mà giúp một anh mi lúc ngay mẹ cháu mơ giá tội mà có nghe mẹ chứ phải chịu anh đây mà giúp một anh ở mi lúc giá bánh hỉ ư mẹ phía ra mời nhà on đây tiếng anh ốc trường giúp bầu mẹ con chết phải liêu liêu hư hửa mắt quát đậm đạp ấy nó cái thuốc nhận bao đấy bố hủ trước khi mì tình cảm của con bố cháu con cái mì lúc cái chứ mà lên mà được y mà được mẹ mà cái mẹ hư thế cô nhắn chị ngoài á tò mò có nghe bác này thế cứ thế cô ăn sầu lại bác này mời mời chú á mời về hơi là phải chả cô cũng biết ăn loại lúc nhìn phải phải đâu tôi đi đâu cô tôi có cần chả mà có nghe đâu phải hơi là phải được cơ ngại phải có túi kia ơi túi mời sầu lại túi túi cô chết nhận ăn loại lúc nhìn nè tao túi này được cơ ngại áo phải hơi là phải đây này đây mời chú đây này hãy nhắm con cháu có nhắm không nghe ông sực cơ khổ khoái nó tiếng luôn cả làng cái lúc cháu có nghe này tay bốc tay bốc cái tiếng luôn cả làng kia cháu có nghe hãy nhắm con mà cái tiếng luôn bấy tiếng luôn bấy cháu chỉ lại cái bố nghe tay 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 này tay cháu có nghe bay bực lấy rồi bay á bay á mới loại ít mới so cháu ngón rồi mới nghe bên này chắc không quả hậu quả này không này chắc không bay bay ngay đi đâu ấy, đi đâu cầm cả túi đi theo này. Em có thai rồi anh. Cô ta. Thế là mẹ đuổi em khỏi nhà. Vâng, mẹ đuổi em. Đây. Hai bệnh. Bây giờ làm nào được? Sao anh biết được? Bây giờ làm nào? Thôi bây giờ ở tạm lại ngoài hôm đã rồi tính sau đi vào trong nhà đi. Thì không sao đâu mà kịp chân là nhổ vậy. Thank you.
Rồi, sao đấy?